Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh của Nguyên. Ở video lần này, Nguyên sẽ chia sẻ đến cả nhà 5 điều kỳ lạ ở Thổ Nhĩ Kỳ mà cũng rất là thú vị. Và sau đó Nguyên sẽ đưa cả nhà đến một quán bánh Pide của người Thổ Nhĩ Kỳ, xem họ làm, họ chế biến như thế nào nhé. Đây là cảnh bên ngoài khi có tuyết vào buổi tối này cả nhà. Nó rất là sáng mặc dù mình không có bật điện. Và bây giờ xin mời cả nhà ngắm những hình ảnh tuyết dưới nắng cùng với những câu chuyện kỳ lạ về Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đầu tiên, đàn ông bán hàng là chủ yếu. Đây là điều mình thấy kỳ lạ và cũng rất là ngạc nhiên khi mình qua Thổ nè. Đặc biệt ở Istanbul á, hầu như là không hề có bóng dáng phụ nữ bán hàng luôn á. Từ ngoài chợ cho tới trong siêu thị cho đến các hàng quán thì mình thấy hầu như là đàn ông đứng bán hết. Đặc biệt là khi chúng ta vào chợ Grand Bazaar là cái ngôi chợ nửa thiên niên kỷ của Thổ Nhĩ Kỳ đó, hoặc là chợ gia vị đó, thì chúng ta sẽ thấy là chỉ có đàn ông đứng bán hàng thôi. Mà những người đàn ông Thổ thì từ già đến trẻ rất là khéo léo trong việc chào mời khách hàng. Và cái cách họ chào mời thì cũng thật là phong phú. Ví dụ như là: "Chào công chúa, nàng đến từ đâu vậy?" Và sau đó là sẽ liệt kê một loạt các nước châu Á: Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Đài Loan, Philippines, vân vân. Nhưng mà mình không có nghe Việt Nam mình rất là hiếm luôn. Hoặc là một cách khác nhẫn nại hơn: "Cho tôi một phút thôi, đừng có đi nhanh như vậy. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi, không có làm điều gì tai hại đâu." Hoặc là khi mình cố tình mình trả giá thấp để mình đi cho nhanh á, thì người ta có diệu kế nha: "Em làm tan vỡ trái tim anh rồi, tại sao em có thể mặc cả một cái giá thấp như vậy?" Hoặc một cách khác nữa là ngồi im không thèm chào mời gì hết, làm như là người mới ốm dậy vậy đó, xong rồi nói với mình là: "Làm ơn đừng có trả giá, tôi mới ốm dậy, cô không thấy mặt tôi mệt mỏi khi nghe khách hàng mặc cả hay sao?" Nếu lúc này mà mình sợ là mình sẽ vào bẫy, mua ngay. Hoặc là khi mình trả giá tới cái mức mà người ta có thể bán được rồi, nhưng mà nếu mà người ta đồng ý ngay là người ta sợ mình nghĩ là mình bị lừa, cho nên là người ta không đồng ý. Và sau đó là người ta sẽ làm cho mình cảm thấy mình là người đặc biệt. Người ta nói với mình rằng là vì rất là có thiện cảm với gương mặt của quý cô, hoặc là vì rất là có thiện cảm với gương mặt phúc hậu của quý cô, cho nên là tôi đồng ý với cái mức giá mà cô trả lúc nãy đó. Thật là chơi chiêu chưa? Và rất nhiều chiêu khác nữa. Ví dụ như là chào mời đồ ăn thử, xong rồi hỏi thăm sức khỏe nọ kia. Quá trời chiêu luôn. Cho nên là khi mình bước vào gian hàng của người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ đứng bán thì mình sẽ bị bội thực bởi những lời có cánh, nhưng mà rất là khó lòng mà bước ra ngay. Với lại là cái cách bán hàng của họ rất là dễ thương và nhiệt tình, cho nên là nếu mình bước ra mà trong lòng mình có chút lăn tăn là không biết mình có bị mua hớ không thì mình cũng sẽ dễ dàng tặc lưỡi cho qua. Và điều kỳ lạ thứ hai đó là có thể tìm thấy thịt gà từ món tráng miệng. Điều này hết sức là kỳ lạ, để mình kể trải nghiệm của mình nha. Mình ăn cái bánh đó mình cảm thấy rất là ngon, xong mình mới hỏi là làm từ thành phần gì á. Thì ông xã mình mới nói đó là làm từ ức gà, xong rồi trộn các gia vị khác nữa. Trời ơi, mình ngạc nhiên hết sức luôn. Cho nên là sẽ không phải như tưởng tượng thường có của chúng ta là có cảm giác gớm gớm khi nghe tin là có thịt trong món tráng miệng. Nhưng mà cái món này cực kỳ là ngon luôn. Vì sự ngạc nhiên không kém phần tò mò, cho nên là mình đã tìm hiểu về cái lịch sử của cái món này. Thì theo truyền thuyết á, thì cái món này là được sáng tạo vào khoảng 100 năm trước, khi người đứng đầu đế quốc Ottoman yêu cầu một món tráng miệng ngọt ngào, nhưng mà thực phẩm duy nhất người đầu bếp có hôm đó là thịt gà thôi. Và đầu bếp đã quyết định xay nhuyễn thịt và đun sôi đến khi thịt hòa tan cùng sữa, rắc bột quế và một số khác lên nữa. Tất nhiên là mình hiểu thành phần chính thôi, chứ còn rất nhiều khâu đi kèm nữa. Về cơ bản thì món này quá trình chế biến sẽ cần đến những thiết bị và dụng cụ đặc biệt, cho nên là thường khách có xu hướng là tới nhà hàng mua về để tiết kiệm thời gian và chi phí. Đó, cái cách mà sử dụng thịt gà cho món tráng miệng thì có thể người Thổ Nhĩ Kỳ đã quen, nhưng mà vẫn khá là xa lạ với du khách nước ngoài. Đầu bếp Hamdi Bay, người có công thức hoàn hảo nhất về món này, chia sẻ. Ông nói rằng là nhiều người ăn hết một nửa cái bánh, và khi họ biết nó làm từ thịt gà liền ngay lập tức dừng lại và tỏ vẻ khó chịu. Điều này không phải là ít. Chắc chắn là khi đại dịch Covid kết thúc, nhà hàng mở cửa thì mình sẽ làm video giới thiệu về cái món đặc biệt này đến cả nhà. Và điều kỳ lạ thứ ba đó là thịt lợn không có trong thực đơn, sẽ không tồn tại trong menu. có thể chúng ta sẽ tìm thấy một số loại thịt không khói nhập từ Ý qua ở những khu mà có nhiều người nước ngoài ở đó. Chứ còn là cái món ăn từ thịt lợn trong các nhà hàng thì hầu như là không có. Hoặc là những ai mà đi săn được á, thì lên rừng á, quá trời lợn rừng luôn á. Tại vì dân bản địa họ không có ăn lợn cho nên là lợn rừng rất là nhiều luôn. Và điều kỳ lạ thứ tư đó là Thổ Nhĩ Kỳ là nơi có nhà thờ Thiên Chúa Giáo đầu tiên. Nhà thờ Thiên Chúa Giáo đầu tiên do con người xây dựng là nằm ở vùng Atyok của Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện nay thì dân là phần lớn theo đạo Hồi, nhưng mà ngược về quá khứ thì về nhà thờ Thiên Chúa Giáo đầu tiên là xây dựng ở đây. Mưa cho nên tuyết tan rồi. Và điều kỳ lạ thứ năm, mặc dù hình ảnh lạc đà được sử dụng rất nhiều ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng thực ra Thổ không có sa mạc. Là do ở Thổ có lễ hội đấu vật lạc đà với lịch sử lâu đời đã trở thành một nét văn hóa nổi bật, truyền thống, không thể thay thế đối với người Thổ rồi. Vào ngày diễn ra lễ hội thì các cuộc chiến giữa các đô vật là lạc đà rất là thu hút người xem. Như vậy là Nguyên vừa chia sẻ xong 5 điều kỳ lạ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và bây giờ là mình đang trên đường tới quán Pide. Cái quán này rất là hợp với khẩu vị của mình cho nên là mình hay tới đây. Nhà hàng hoạt động vào thời dịch thì sẽ như thế này. Nướng bánh xong đóng hộp và gửi đi. Đây, các anh đầu bếp đang làm này. Cũng toàn là đàn ông thôi, không thấy chị phụ nữ nào hết. Bir kuşbaşıyla bir kıymalı söyledik bize. Eyvallah. Cái phần nhân phía trên á là thường là thịt bò hoặc là phô mai, hoặc là nấm, hoặc là những thứ khác tùy theo cái sự lựa chọn của mình mà người ta sẽ cho lên. Rồi sau đó đem đi nướng ở trong lò như thế này. Và có một sự thật thú vị về mối liên hệ giữa bánh pide và bánh pizza. Cái này là mình đọc trong sách nguồn gốc các món ăn của Thổ Nhĩ Kỳ nha. Họ nói rằng là bánh pide của Thổ là cha đẻ của bánh pizza. Nó xảy ra khi Sultan Mehmet nắm quyền kiểm soát Sicily vào ngày 11 tháng 8 năm 1480. Một thợ làm bánh người Ý đã quan sát tất cả các binh sĩ hải quân Thổ Nhĩ Kỳ đang ăn pide và anh ta hỏi họ cách họ làm món đó. Sau đó anh ấy đến Florence và mở nhà hàng pizza đầu tiên trong lịch sử. Về cách làm của bánh pide này thì mình thấy không quá khó, nhưng mà để thưởng thức những cái bánh pide ngon nhất thì mình sẽ tới cái nhà hàng mà chuyên biệt để làm cái bánh này thôi á. Thì thường họ sẽ làm ngon hơn và chất lượng hơn. Ví dụ như mình muốn ăn trứng ở trên thì có thể họ sẽ thêm vô nè. Có thể làm họ sẽ thêm rau bó xôi nè, có thể họ thêm nấm ở trên nè, rất nhiều thứ mình theo yêu cầu của mình á. Và có thể họ dùng thịt bê, thịt cừu hoặc là su trục là cái dạng xúc xích Thổ Nhĩ Kỳ cay á. Mình thấy bánh này đạt được độ ngon khi mà cái phần vỏ nó sẽ mỏng, giòn, có độ thơm của bột và phần nhân phải rất là chất lượng. Đây là món súp châu ba. Đáng lẽ theo quy định á là mình phải đem về nhà ăn chứ không có ngồi ở đây mà mình năn nỉ, tại vì nếu mà bánh này đem về nhà là nguội là sẽ không ngon, sẽ không còn giòn nữa. Còn nếu mà ra đứng bên ngoài thì trời nó lạnh gần 0 độ á, chủ nhà hàng động lòng cho nên mình được ngồi ở trong. Và bây giờ thì mình đang trên đường về nhà. Trời đang mưa. Đợt tuyết kỳ này á, Istanbul cực kỳ hên luôn. Sau nhiều ngày tuyết rơi thì trời mưa và cộng với nhiệt độ ấm lên 5 độ cho nên là tuyết tự tan hết, mình không cần phải dọn gì hết. Và hôm nay thì trời đã nắng ấm như thế này rồi. Mình hy vọng đây là đợt tuyết cuối cùng trong năm nay. Mùa xuân ở Thổ Nhĩ Kỳ là bắt đầu từ tháng 3 dương lịch. Hy vọng là nắng ấm cho tới tháng 3 luôn nha. Như vậy là video kỳ này của Nguyên đến đây đã kết thúc rồi. Nguyên xin cảm ơn cả nhà rất nhiều và xin hẹn gặp lại mọi người video kỳ tới. Xin chào tạm biệt.